Xin chào anh em, số tiếp theo của series Cổng Dịch Chuyển cùng Cà Phê Nhân Phẩm trở lại rồi đây. Tình hình leo rank của anh em thế nào rồi? Chắc hẳn đang khá khó khăn và mệt mỏi giữa cái meta liên tục xoay chuyển về độ mạnh mẽ giữa các huyền thoại từ Twisted Fate, Draven tới Ezreal rồi phải không? Vậy thì hôm nay hãy cùng mình gác các huyền thoại qua một bên để tiếp tục câu chuyện về những chiếc cổng dịch chuyển và tips and tricks hay ho nhé! Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Điểm dừng đầu tiên của chuyến tàu Cà Phê Nhân Phẩm hôm nay sẽ là quần đảo bóng đêm, nơi ngập tràn chết chóc và thần bí. Nghĩa địa của Yorick. Mỗi khi một người chơi chim cúc, mở ra một kho đồ chứa 4 trang bị hoàn chỉnh của người bị loại. Với cổng dịch chuyển này thì toàn bộ các giai đoạn của trận đấu sẽ diễn ra như bình thường. Ngay cả khi có người ra đi và bạn nhận được trang bị từ họ, thì do các lựa chọn cho trang bị sẽ giống nhau với tất cả mọi người nên sẽ không có khác biệt nào cả. Có lần mình chơi cái cổng này và giữa cái meta người người nhà nhà dê ke, thành ra mở dương có 4 option mà lại như một toàn dê ke ạ. Mình tự hỏi, ví dụ biết bản thân sắp cúc thì dùng nhà máy tái chế tách toàn bộ trang bị của bản thân ra, thì không biết cái dương đồ mấy ông kia nhận được sẽ là gì nhỉ? Anh em nào thử rồi thì có thể comment cho chúng mình biết nhé. Khu vực còn lại là thánh địa của Tress. Mỗi khi một tướng nằm xuống, linh hồn của họ sẽ được thu thập. Với mỗi 40 linh hồn thu được, bạn sẽ nhận được quà. Phần quà các mốc sẽ là ngẫu nhiên với tỷ lệ ra búa rèn, vàng, trang bị thành phần ngẫu nhiên, máy nhân bản cỡ nhỏ hay tướng với giá trị tăng dần theo giai đoạn trận đấu. Cổng này sẽ có các trick nho nhỏ để đẩy nhanh quá trình thu thập linh hồn và mau chóng nhận quà, từ đó tạo ưu thế cách biệt với các nhà khác từ các phần quà mà Thresh đem lại. Trick đầu tiên là chơi các tộc hệ có khả năng ăn gian chest như hư không hay Piltover và để chúng chết, khiến stack quà của bạn tăng nhanh hơn. Hai là tận dụng các rau quái, hãy cho các tướng yếu ớt sang một bên để bị quái đánh chết, từ đó có thể tích thêm số và mau chóng nhận thưởng. Tuy nhiên, cốt vẫn là đừng tham quá mà để thua quá đấy nha, khéo lại từ trích lỏ trở thành chúa hề lúc nào không hay. Anh em có thể xem qua tỷ lệ rơi đồ ở đây. Tạm biệt quần đảo bóng đêm, điểm dừng chân tiếp theo của đoàn tàu Cà Phê Nhân Phẩm chính là vùng sa mạc Shurima cằn cỗi và suy tàn, nhưng đang từng ngày được phục dựng và trấn hưng với sự trở lại của hoàng đế Azir. Sa mạc lưu động. Nếu bạn không có 500 ma thuật trong kho đồ, nhận một chiếc mỗi khi bắt đầu round. Nghe có vẻ bình thường, chả có gì đặc sắc. Tuy nhiên, đây lại là một trong những cổng tôi thích nhất đấy cậu ạ. Vì sao á? Thay vì phải bán tướng để tháo trang bị, thì giờ ta sẽ có thể tháo ra với chiếc 500 ma thuật game cho đầu mỗi round nếu ta chưa sở hữu. Thế này nha, ta có thể bán tướng không quan trọng để lấy lại trang bị chúng đang cầm rồi truyền cho tướng khác. Nhưng nếu muốn vẽ lại lượng đồ cho carry 4 vàng đã lên 2 sao hoặc 3 vàng 3 sao thì làm sao đây? Chắc chắn là không thể bán được rồi đúng không nào? Và đó chính là lúc sự hữu dụng của những chiếc 500 lên tiếng. Ngoài việc vẽ lại đồ cho carry mà không cần phải bán đi, ta còn có thể tận dụng 500 để tháo lốc và máy chiếu, khiến đối thủ chạy trời không khỏi nắng. Chắc chắn sẽ bị dính hưởng bất lợi từ các trang bị đó và tạo lợi thế cho team mình trong combat. Hai bạn có hai tranh cơ đều cầm được đồ, nhưng không biết sẽ gặp nhà nào để xếp tranh cơ cầm đồ vào trước mặt carry địch. Thì việc xếp mỗi tranh một bên rồi dùng nam châm để tháo và lắp đồ phòng thủ cho tướng địch đứng trước mặt carry địch sẽ làm chúng mất khá thời gian chơi với tranh cơ team ta và câu kéo để carry của mình gặt từng đứa một. Dĩ nhiên, nếu bạn lốc được thì địch cũng lốc được, thế nên cố gắng xếp carry của ta vào ô chéo góc với carry địch để không dính lốc, sau đó lốc lên tranh cơ địch cũng không phải ý tôi. Ngoài ra, việc không phải bán tướng mà vẫn trung chuyển được lượng trang bị chúng đang sở hữu cho tướng khác sẽ khá hay ho. Chẳng hạn, bạn có sớm một chàng Akshan 2 sao và cho hắn cầm hộ đồ AP, thì việc không phải bán đi sẽ tránh thêm một vàng, thậm chí là nhiều vàng khi bạn sẽ phải mất công roll lại lên 2 sao. Khu chợ người Shurima. Tướng ở các vòng chợ sẽ mang hai mảnh trang bị thay vì một như bình thường. Với cánh cổng này, thì Rito sẽ cho ta tận hưởng lại cảm giác thân thuộc của những vòng chợ bất ổn mùa 8.5 vừa qua. Và với việc tướng ở chợ cầm hai mảnh trang bị thay vì một sẽ khiến lượng đồ của ta được tăng lên. Thế nên việc chơi các team nhiều carry như Azir quân sư, Yasuo Ionia thách đấu, Wen quần đảo hay song sát Kata Darius sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tối ưu được số trang bị game cho.
Ngoài ra, việc có nhiều trang bị cũng là một biến số khá lớn, nên lời khuyên ở đây là hãy có cho mình nâng cấp hộp Panora để vẽ đồ và tránh việc bị game ép chết. Kiểu trả về 4-5 cây BF trong khi mình đang chơi AZ quân sư chẳng hạn. Anh em ở đây có ai chơi cờ mùa 7.5 không nhỉ? Nếu có thì hẳn còn nhớ kho báu rồng thần với những pha vẽ đồ đẹp như tranh hay cực áo ma với Pharaoh ra Bakiniko xoay chuyển cục diện trận đấu đúng không nào? Giờ đây kho báu rồng thần đã trở lại với một cái tên mới, Tư Dinh Chiến Tướng, nhưng cơ chế vẫn không đổi. Vòng 4.7 sẽ đổi thành kho báu, không giới hạn số lần đổi lại với 2 vàng mỗi lần đổi. Với việc kho báu rồng thần xuất hiện ở 4.7 thì mình khuyên anh em không nên dùng hết tiền trước round này. Vì nếu không vẽ được lượng trang bị từ dùng được cho tới đẹp như tranh thì anh em cúc. Vì đấng thì làm sao cầm được mũ phù thủy, được không nào? Và điểm dừng chân cuối cùng của chặng đường hôm nay chính là ngọn núi hùng vĩ nhất toàn cõi Runeterra, đỉnh Chagon, nơi nằm cách xa nền văn minh và không thể tiếp cận với bất cứ ai trừ những người kiên định nhất. Thượng giới Chagon, khi máu người chơi xuống còn 40, một phước lành từ các thần Chagon sẽ hạ giới cho vô số phần thưởng như một sự khích lệ hoàn hảo để bạn lật ngược thế cờ. Với việc sẽ nhận được phần thưởng khi máu linh thú tụt xuống mốc 40, thì lối đánh chuỗi thua bán máu để rồi comeback ngoạn mục sẽ trở nên phổ biến khi có cùng này. Có hai lối đánh phổ biến ở map này, một là đánh như sách giáo khoa với chuỗi thua dài và comeback ở 3.5 khi đã nhận được quà từ ngưỡng máu 40 và lên 7 để roll ổn định team, tạo đà comeback. Tất nhiên, bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình hai trường hợp sẽ xảy ra khi roll để xoay chuyển bộ cờ một cách hợp lý nhất và không cúc rồi. Hoặc roll được form 4 vàng và có core 4 vàng 2 sao thì sẽ dừng roll khi bộ cờ đủ cân bằng giữa hai yếu tố công và thủ, eco lại tiền lên 8 và hoàn thiện team, tránh tình trạng cạn bẩy để kiếm đủ 2-3 tướng 4 vàng 2 sao một cách vô thường vô phạt. Hoặc là roll 7 và thứ nhân lại là rất nhiều tướng 3 vàng, cùng form đi cùng với chúng như Kata Vô Pháp, Mục Bốn Đắng Carry hay Darius Dũng Sĩ. Khi này sẽ roll tới full form 2 sao để có thể yên tâm sở hữu chuỗi thắng đến tầm 4.5, sau đấy tiếp tục roll Carry lên 3 sao là được. Cổng dịch chuyển này có một chút nhỏ, đó là bạn có thể sang nhà đã xuống 40 máu và nhận được quà để hóng xem phần thưởng trận này là gì, vàng, trang bị, thậm chí là Nico, để xem xét xoay sang hướng nào thì sẽ comeback được về sau. Đỉnh núi, bắt đầu từ vòng 3 chấm, nhận một máy nhân bản tướng cỡ nhỏ sau mỗi round. Kể từ vòng 5 chấm trở đi, nhận một máy nhân bản thường. Với việc xuất hiện rất nhiều máy nhân bản, thì các team reroll sẽ vô cùng mạnh mẽ trước round 5 chấm, khi mà team sẽ được dắt vàng với tốc độ chóng mặt, từ đó tạo lợi thế đẩy máu các nhà theo lối chơi áp cấp, đánh carry 4 vàng 5 vàng. Điển hình có thể kể đến Z đồ tể vô pháp, Katarina Noxus vô pháp, Mực Mùn Nắng Carry hay Kale đồ tể phát 9 cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng nếu không thể đẩy được máu các nhà đánh ở 8 với bộ cờ 4 vàng 5 vàng kia với lý do họ chó đỏ tự ra bài, thì qua round 5 chấm, các nhà reroll mới là những kẻ nhận đủ số đắng cay với việc họ liên tục update các tướng 4 vàng 3 sao. Với cổng này thì việc up cấp đánh các bộ cờ đắt tiền là khá rủi ro. Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt lợi thế từ các máy nhân bản cỡ nhỏ thì bạn sẽ có giai đoạn đầu game khá dễ thở, với việc có sớm các quân 2 sao với mức giá 2 vàng 3 vàng và mạnh vượt trội so với lobby. Vì khi này, các nhà reroll sẽ không thể dùng Nico ngay mà họ buộc phải giữ lại để có thể nâng tướng lên 3 sao. Qua được giai đoạn đầu dễ thở thì tiếp theo chỉ là up cấp và hoàn thiện form 4 vàng thôi. Các bài mạnh mẽ có thể sòng phẳng với các bài reroll kia, có thể kể tới Azir quân sư hệ chiến, Afe 4 thiện xạ hay Wen quần đảo đồ tể một cắt một mạng. Trường hợp lobby phân hóa, reroll và up cấp là 50-50, thì việc chọn quân bài đã không còn được dùng trong meta là Zeri thì tỷ lệ lên được cô nàng 3 sao là rất cao. Và trong lúc các nhà kia tranh nhau từng con Azir hay Afe, bạn sẽ là tử thần của lobby để tiễn từng nhà ra đi với tia chớp thành Zaun bản Pro Max. Và cuối cùng chính là đến Marus O'Magnum ở round 2.5 và 4.5 nhận được một vương miện chiến thuật. Với việc game sẽ trả về tận 2 giáp chết tính đến vòng 4.5, thì lobby sẽ rất mạnh với lượng chết vượt trội. Thế nên lối đánh chuỗi thua nên hạn chế và không nên áp dụng ở cổng này. Vì ngoài vòng 2 chấm, lượng máu linh thú bị trừ tối đa chỉ là 9, thì các vòng khác sẽ không có giới hạn về sát thương lên linh thú. Thế nên máu của bạn sẽ tụt không phanh với sự hùng mạnh và đông đảo về lượng chết của đối thủ.
Theo ý kiến từ cà phê nhân phẩm, thì với cổng này, bạn sẽ thua 3 round đầu để tích tiền và đi chợ nhặt trang bị phù hợp, rồi 2.5 sẽ áp cấp để back lại. Hay nếu bạn muốn giữ cho mình một chuỗi thua 5 hoàn hảo, thì 3.2 cũng là thời điểm thích hợp để comeback khi bạn đã nhận được lượng đồ đủ dùng cùng với nâng cấp vừa chọn xong để định hình được hướng đi cho bộ cờ của bản thân rồi. Ở cổng này thì mình khuyên anh em nên roll 6-7 chứ không nên đợi up 8 mới roll, vì chắc gì lúc đấy đã còn đủ 10 giọt trên người đâu, sẩy chân là cúp. Chưa kể lúc lên 8 mới roll thì làm gì còn tướng mà bắt. Cái còng chiếc cuốc lại vẽ gọi chúng ta là rõ rồi. Và đó là những kinh nghiệm mình đúc kết được từ những cánh cổng trên. Đoàn tàu cà phê nhân phẩm dừng lại ở đây thôi nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng một like, một share, một subscribe cũng như chờ